Chào các bác nhá. Đây, tiếp tục em thanh lý nhanh cho đồng giá nhá. Đấy, đồng giá nhanh cho các bác. Mấy cặp thép này. Đấy. Có riêng cặp này nhá thì nó về thì đây này. Đấy, thì có hai con này thì nó nếu có là nhìn kỹ thì màu hơi khác đúng không ạ? Nhìn sơ qua thì không biết được nhưng mà nhìn kỹ thì màu sẽ hơi khác một chút này. Đấy, còn về cơ cấu thép thì em thấy nó giống y như nhau luôn. Đều là chở khá sâu. Từ kép này. Đấy, có một con này thì con này như em thử nó vẫn sống này, con này thử thì được này, còn con này thử thì không biết là sao mà tiếng nó không lên, thì em không phải thợ nên em không biết được như nào đâu nhá, thì chỉ biết là đấy quay và tả cho các bác là như vậy thôi. Đấy, nhiều bác bảo em là sao không ngồi mà mình mẩn mà nghiên cứu xong là bán cho nó được giá cao. Em thật các bác, cái ngồi mà em nghiên cứu ngồi mà 2 3 tiếng nhá, em quay cả 5 6 cái video em bán thì nó gần bằng tiền cái con này rồi nhá. Đấy, mỗi con em thêm 5.000 hay là 10.000 nữa vào thì em bán là em cũng hòa được cái con này đúng không ạ? Đấy, nhưng bán em quay được 2 tiếng, quay được hai chục sản phẩm thôi, mỗi sản phẩm em chỉ thêm được khoảng được 5.000 đấy, hoặc 7 8.000 thôi là em được 7 8 chục rồi đúng không ạ? 10 sản phẩm đã được 7 8 chục rồi, thế là em đã bù cho con này thế thôi. Thế tội gì mà em phải ngồi em mỉ mẩn rồi nó mang tiếng là sửa chữa này nọ đúng không ạ, mà hàng bãi cực kỳ tối kỵ như vậy. Thế là hàng có thế nào em quay y chang như vậy nhá. Đấy, còn từ bên kia về nhà là đây, em chị không biết nhưng mà nói chung đây. Đấy, các bác cứ mắt nhìn tai nghe luôn, tí em test cả nhạc cho các bác nghe thử luôn nhá. Mắt nhìn tai nghe thực tế. Và video này là em quay thực tế luôn, không chỉnh sửa, không biết gì cả. Nên các bác yên tâm nhá, riêng mua hàng nha, em yên tâm như vậy. Đấy, còn các lời khác nhau thì em không biết, nhưng riêng em nhá, test cái nào là đúng nhạc cái đấy, video thế nào là y như vậy đăng luôn, không chỉnh sửa, không có chuyện mà là vớ vẩn này nọ. Và hàng có là sai em cũng nói luôn. Ví dụ hàng đẹp em bảo đẹp, hàng không lên là bán thanh lý luôn đấy, và em nói rõ ngay là cái con này nó không lên này đấy, tình trạng nó như này này, và em bán thanh lý đây như thế này này đấy, như con đúng con tép luôn. Còn nếu mà làm ăn vớ vẩn nhá, em mà quay đây nha các bác nhá, đây các bác nhìn này, hàng đẹp chưa, để xa nhỉ, các bác nhìn hai con đẹp chưa đấy, các bác nhìn này, các bác biết được không, các bác có biết được hai con này nó khác nhau điểm nào không? Chắc chắn là không biết được đúng không ạ? Nếu mà đấy là người ta quay kiểu quay giấu giếm, quay kiểu gọi là lừa lọc, còn riêng như em là không được cái chuyện đấy, các bác mua hàng em là chỉ yên tâm thôi nhá. Đấy rồi đấy thì còn cái chuyện đặt hàng là các bác cứ alo cho em qua cái số 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682. Đấy thì đồng giá nhá, là đây ba cặp tép này đấy là đồng giá là cứ 300.000 một cặp nhá, 300.000 một cặp đồng giá. Tép hay tuyệt vời luôn, toàn là dòng chép rom, các bác nhìn này, đây này. Đấy, nó toàn là dòng chép rom hết đây này. Chép rom ở tai mèo về các bác em thật các bác nhá. Các bác chỉ cần lấy hai cái chân thôi, gắn hai cái chân đây rồi, các bác nghe cũng sướng. Lép on kêu, nó lép lắm các bác, lép căng này, các bác nhìn cổ từ này. Hàng nó xịn này, các bác nhìn này. Này. Gắn này, này, các bác nhìn này. Đấy, nó tức là họ gắn nó xếp vào nhau rồi, nó kiểu sờ này, nó khít thì khít luôn. Đấy, hàng chuẩn khác các bác này, từ kép này. Đấy, những cái hàng on kêu này. Đấy, nó chuẩn các bác, hàng nó xịn. Đây, đấy, có những con thì nó còn cái này nhá, còn có những con thì nó không có đâu. Đấy thì ví dụ như cặp này là nó chưa không có, chỗ này có này, cái này thì không có này, đấy, cái này nó lại có này, đấy, cái này không có cái, đây là nó chỉ là cái lót bên ngoài thôi, thì về có chế cái lót cao su cái gì cũng được, còn không thì chả cần được, mình chế ngoài mà, có chế một cái thùng bên ngoài được. Đấy, còn nhiều bác bảo là tại sao mà hàng nội địa của Nhật mà lại sản xuất tại nước thứ hai, thì em nói thật các bác này, cái điện thoại Samsung ấy nó là của Hàn Quốc đúng không ạ, nhưng mà nó sản xuất tại Việt Nam thì nó xuất đến nước ngoài thì nó cũng phải đóng là made in của Việt Nam rồi đúng không ạ. Đấy, nhưng mà với hàng của Nhật này các bạn nhé, tất cả cái hàng này là sản xuất nước ngoài nhưng mà lại phải quay đầu về cho Nhật, bởi vì cái hãng Onkyo là hãng nội địa của Nhật các bạn nhé. Onkyo là một hãng nội địa của Nhật và các bác không thể mua được hàng mới ở bên ngoài. Đấy, các bác không thể mua được hàng mới bên ngoài, còn các bác vị nào có người nhà bên Nhật các bác mua bên đấy xong các bác xách tay về gửi về thì ok thì còn được, còn các bác bảo mua hàng mới mà ở Malaysia, Indo hay là sản xuất ở Malaysia hay là China hay là bất kể một nước nào đó sản xuất ở nước đấy mà các bác đến tại đấy mà mua được thì các bác quá giỏi luôn nhá. Đấy, còn riêng hãng Onkyo này là một hãng nội địa của Nhật và họ đặt nhà máy tại nước ngoài nhưng mà tất cả các hàng hóa sản xuất xong đều phải quay lại cho người Nhật người ta sử dụng. Đấy, các bác không tin thì các bác cứ vào thẳng trang chủ của Google Onkyo nhá, các bác tìm hiểu. Rồi, đấy, thì ở đây là cứ đồng giá 300.000 cặp, còn riêng cái cặp cặp này nhá, thì em bán một chiếc này nó lên thôi. Đấy thì về bác là bị có trái thì về thay thế nhá.
Thì một chiếc này thì để các bác giá là 100, hãng này thì nó nổi tiếng hơn đấy, thì mà dòng thép này nó tiếng thép nó sẽ ok này. Đấy, thì đấy. Thì con này thì thôi để các bác giá là cả cặp luôn nhá. Đấy, cặp này thì về các bác thử nghiên cứu xem trước xem nhá. Thì bình thường của nó sẽ là khoảng hơn 500 một đôi. Đấy, tuy nhiên thì thôi, em gọi là bán một tặng một luôn nhá. Còn về các bác nghiên cứu con này xem như nào nhá. Đấy thì để các bác giá là cả đôi này luôn là 270 nhá. Đấy, cả đôi luôn là 270. Đây. Đấy, riêng cái đôi này là 270 này, còn tép của con kêu này thì đồng giá luôn nhá là 300 nghìn một cặp. Đấy thì bác nào mà cứ lấy cặp nào thì lấy nhá. Đây là 1 2 3 4 sản phẩm này. Đấy, sau đây em sẽ thử nhá, các bác nghe thử luôn này. Đấy nhá, là cái dây này của em là đang đầu tư công suất ra này. Đó, thì đây là một chương nha, còn chương này đây. Ok nhá. Rồi, bắt đầu sẽ tiến hành test tép của Onkyo này. Cái Onkyo này thì em sẽ test nhanh hơn nhá. Đấy, thì lại video nó có hạn nên em test nhanh hơn này. Đó, một trước này. Đấy thì video này coi như làm test bàn giao luôn nhá. Đấy. Xong trước nữa này. Đang dọn kho nên là em xả thanh lý cho nó hết luôn nhá. Đấy, xả giá rẻ luôn cho các bác. Còn bình thường những cặp này thì có biết rồi đúng không ạ? Giá nó toàn là 390 với cả 450 một cặp. Hàng xịn của Onkyo đấy. Đó. Thì em đang hàng đặt nó vừa về nhiều mà vừa dọn cả kho nên là em sẽ dọn bớt đi luôn nhá. Thanh lý luôn, giá rẻ cho các bác luôn. Ok, xong coi nhá. Vậy là tất cả các con tép em quay cho các đây là đều lên bình thường. Đấy, còn về kích thước thì đây nhá. Con này rộng này là 9 chấm, đường kính nó rơi khoảng là 9.4. Đấy, nó khoảng 9.4. Còn tâm ốc thì nó rơi khoảng là 7.5 là đường chéo này. Tâm vuông là 5 này. Đấy. Đấy là cặp này nhá. Còn Onkyo này thì đường kính của nó rơi khoảng là 9 này. Đường kính là 9 này. Tâm chéo ốc của nó thì rơi vào là cũng là 9 này. À, tâm vuông là 6 này, đấy. Còn đo cái đường viền tay mèo của nó rơi khoảng là 10.2. Đấy thì nó tính theo viền tay mèo là vai viền ngoài này nhá. Thì nó sẽ rơi khoảng là 10.2, đấy. Rồi, chỉ cần đo một chút là tất cả nó hết chứ còn lại nó như vậy. Đấy. Thì mọi thông tin hệ đặt hàng thì gọi trực tiếp cho em qua số 0966 594581. Vâng. Xin chào các bác.